lên đây không? Kiểu lúc này ôi, như này cháy hết ba nhà mất. Bay kiểu gì? Cả ba nhà mà. Thế sao thì tối mà mình đi hát karaoke giờ ở đâu hả? Trang Trang ôi kìa. Sợ nó nổ ấy. Có người không? Đấy là cái nhà. Bên cháy nhà, bên cái nhà đấy à? Sợ sang cả bên kia ấy. Nhưng mà đấy là cái nhà. Ừ, cái karaoke anh. Ui, xong cả nhà bên kia thật rồi. Mới đâu là một nhà, bây giờ thành hai nhà rồi. Ôi, nóng rồi, nóng rồi, nóng rồi. Em có sợ, cứ sợ bên này luôn. Cái video của anh có giá trị lắm ấy. Cháy đẹp hơn như này. Cháy đẹp hơn nhà đâu, bây giờ cái lúc rồi. Cái lúc em mở cửa sổ ấy sang nhà luôn, cả nhà hàng ngọc trai luôn kìa. Nhà bên cạnh nó mà đấy. Chắc là mấy anh kia cũng xuống đi chứ, sao ở trên đấy làm gì nữa. Thôi cái này có chút người em ạ. Anh ngắt đi. Bao nhiêu tiền của một của mấy nhà chứ là một nhà đâu. Là gỗ xong mà kiểu các thiết bị bọc bọc như gì vậy? Dễ cháy mà. Sang nhà bên kia luôn rồi. Ui, cháy rụi lại cả nhà ghê thế. Ôi cái đấy là nhà. Đấy, còn đấy là karaoke. Cái này là bên đường đúng không? Bên đường, bên kia. Nhìn thấy à? Không, anh cứ nghĩ bên này anh đang nghĩ bên này. Lát đã tập nó phát rồi. Cháy to hơn hả em? Cháy to hơn. Cái lúc mà lúc mới bắt lửa bên này này. Nó không nhiều khói vậy đâu. Nhưng mà lúc đó chỉ một nhà thôi đúng không? Một nhà. Cái này giờ ba nhà rồi còn gì nữa. Cái bên này. Ờ, nó sợ cửa sang là nhà ngọc trai mất. Cháy hết. Ôi, nhìn từ bên dưới kìa, nhìn bên dưới này. Báo chí đâu, vào lúc khoảng mấy giờ? Không có đồng hồ ở đây nhưng mà lúc ấy là khoảng 15 phút trước đúng không? Giờ là mấy giờ? 10 phút trước. 10 phút trước á? Giờ là mấy giờ? Khoảng 12 giờ. Giờ là 2 giờ đúng gì? Chắc là khoảng 1 giờ 45 phút. Không đâu. Tại không. Khoảng giờ đấy cũng lúc em nhìn đồng hồ mà nhỉ? Đây là địa chỉ gì đấy? Đấy là số 45A Trần Thái Tông. Em biết. Em điểm bắt xe buýt của em đấy là đấy số chắn mà. Tại vì là đến đến giờ thì cháy bao nhiêu nhà rồi em? Em bắt xe biết là đấy mà. Cô mà trả lời đi em. Nhưng Paris đi là 46, Trần Thái Tông thì 45 à. Đi là 46. 46. Còn bên cạnh là 45. Không sao. Nhưng mà bên bây giờ tóm lại là cái khu đấy. Được rồi. Em bắt xe biết là đấy mà chị ơi. Em bắt ở bên này hay là bên kia đường? Bên kia. Thôi được rồi. Thôi. Thôi được rồi. Đến giờ là cháy mấy nhà Dung cung cấp thông tin đi Dung. Cháy 3 nhà rồi. Toàn karaoke đúng không? Lan từ Bắc Lộc. Từ đâu? Từ đâu? Ê, cái nhà ở giữa là gì đấy? Cũng là karaoke à? Nhà từ đầu tiên là gì?